Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bay Channel, mình là Lag TV. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau test game trên Vsmart Arif Pro, một trong những chiếc điện thoại cuối cùng đến từ nhà Vsmart và cũng là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có một cái màn hình vô khuyết, tức là camera ẩn dưới màn hình em ạ. Anh em thấy không? Màn hình rất là trơn tru luôn và chúng ta sẽ có một cái phần camera này. Cái điều kiện như này thì rất là khó nhìn, thậm chí mình không nhìn được luôn. Dù có tập trung focus cho phần đấy rồi, nhưng mà cái màn hình này chỉ có một điểm yếu là khi mà anh em kiểu như này đó, sẽ có một dòng chữ chạy qua hay là những cái thông báo màu sắc chạy qua đấy thì anh em sẽ nhìn thấy luôn là nó sẽ khá là rỗ ở cái phần đấy anh em ạ. Cũng hơi khó chịu nhỉ, không biết là trải nghiệm gaming sẽ như nào đây. Và với con chip là Snapdragon 730, chúng ta sẽ có số điểm AnTuTu mình đo được ở đây là 268.000 điểm anh em ạ. Trong đó 93.000 điểm CPU và điểm GPU chỉ còn 67.000 điểm mà thôi. Với 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, viên pin 4000mAh và sạc nhanh 18W thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm về gaming như nào đây. Cùng làm rõ trong video này nhé. Và nếu các bạn quan tâm những sản phẩm đến từ nhà Vsmart và các hãng điện thoại khác giá tốt nhất, có thể tham khảo tại cửa hàng Di động Việt nhé. Link thì mình để phần mô tả cho anh em. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào việc luôn nhé. Rồi, và đây là setting của Lincoln Mobile nha anh em ơi. Chúng ta sẽ không lên đường HD này với Snapdragon 730. Phần thiết lập thì mình cũng đã full tất cả mọi thứ rồi. Ấy, FPS cao và mọi cái hiệu ứng mình đều bật lên nhá. Và các bạn có thể nghe thấy là chúng ta hiện tại đang mắc cái âm thanh. Chúng ta sẽ có một cái phần loa kép khá là to anh em ạ. Tuy nhiên thì mình đánh giá rằng là cái phần loa này nó thiên về treble quá nhiều ấy, cho nên là ở những cái giai điệu như này thì mình thấy là âm thanh nó đang hơi gắt anh em ạ. Rồi, và trong trận đấu này mình sẽ cầm vị tướng Ferret Iron nha anh em ơi. Và đầu tiên là cái phần mặt lưng này, các bạn thấy một phần mặt lưng mình rất là nhiều lời khen cho cái phần mặt lưng anh em ạ. Đây là một cái phần mặt lưng kính nhắm M3D và có thể thấy rằng là nó sẽ bám mồ hôi vân tay, có bám nha mọi người nhá. Tuy nhiên lau sơ qua là hết luôn. Thứ hai là cái phần camera này không lồi quá nhiều và nó lại ở giữa nó, cho nên là khi mình cầm như này đó, là không hoàn toàn không hề vướng gì luôn, rất thoải mái. Phần bo cong này, nó bo cong cực kỳ êm ái, cho nên là cầm cảm giác rất êm tay. Và đặc biệt là mặt nhám này là một cái phần mặt nhám mà nó rít tay, chứ không phải là một cái phần mặt nhám mà nó trơn. Ý là trước giờ mình sử dụng những chiếc điện thoại và mặt lưng nhám ấy, thì thường thường nó sẽ rất là trơn anh em ạ. Đấy, chúng ta cần thêm một chút lực để có thể bám víu nó, để cầm nó để chiến game tốt hơn. Nhưng mà cái phần mặt lưng này tuy là nhám nhá, nó vẫn sẽ là rít tay anh em ạ. Đấy, vẫn cầm rất là chắc chắn luôn, không hề kiểu bị trơn anh em ơi. Cực kỳ là nhiều lời khen cho cái phần mặt lưng này của Arif Pro. Mình rất là thích những phần mặt lưng như này anh em ạ. Đấy, cầm không vướng camera này, bo tròn êm tay này, đã thế lại còn có một cái mặt lưng nhám, không để lại mồ hôi vân tay mà lại còn nhám rít tay, chứ không phải là nhám trơn tay mọi người nhá. À, không cần phải tốn thêm lực để có thể là cầm nắm điện thoại được chắc hơn. Rồi, ok, từ nãy giờ thì mình khen rất là nhiều em này đúng không? Và nếu như mà khen nhiều quá thì anh em lại bảo rằng là ui mẹ cái thằng reviewer này chỉ biết khen mà thôi. Đấy, cho nên bây giờ sẽ tới cái phần chê nhá. Mới nãy thì mình có bảo rằng là phần loa của em này thì treble khá là cao. Ơ kìa thằng này Lao lếu. Đây, các bạn thể thấy luôn. Mới nãy mình mới chê rằng là cái phần treble của em này cao, cho nên là bật mắc âm lượng lên thì nó sẽ nghe khá là gắt ở những cái âm thanh treble. Anh nghe thấy gì không? Mình mắc âm thanh đấy. Ơ, mà mày thằng rat này. Thằng rat này nghỉ chơi game mọi người nhá. Đây, anh em không nghe gì nhá. Anh em thấy không? Phần loa này thiết kế rất là sát, cho nên anh em chỉ cần bịt nhẹ thôi là coi như anh em đã khóa đâu đấy là 95% âm thanh rồi. Anh em sẽ không nghe thấy gì luôn. Đó, phần loa này nó là cách biệt và chỉ cần ấn nhẹ tay vô là chúng ta đã mất tới 95% âm lượng rồi. Nó không có một khoảng trống giữa cái khúc loa chỗ này anh em ạ, không thể nào có khoảng trống. Chúng ta sẽ có một cái loa sát vô đây luôn, làm cho cái trải nghiệm nó không tốt lắm. Thằng rác nghỉ chơi game từ đầu game nhở, mày dám cướp bùa cao à? Bây giờ là tới bố con Bách nhá. Chạy hộ đi. Triple kill. Nói nhiều quá anh em ạ. Lại thêm cái thằng này nữa. Quát kill. Đầu game đừng có mà chọc giận anh em ạ. Mấy cái thằng nhóc này. Anh em thấy là trong pha combat mới nãy thì không hề có vấn đề xảy ra. Và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm FPS mà mình thấy rằng là nó sẽ auto ở cái mức là 59. Mình không thấy nó lên 60 từ đầu game giờ. Và mình cũng không thấy nó xuống 58, 57 từ đầu game giờ luôn. Anh em có thể thấy rằng là cái phần FPS nó khá là
khá là đáng nói ở đây. Nó cứ thế 59 và đơ ở 59 mà thôi. Đấy, như kiểu có một sức mạnh tiềm tàng thì tại sao nó lại đơ ở 59 nhỉ? Ôi rồi, được cái nhà anh em nhỉ. Nói chung là một pha giao tranh rất lớn đầu game. Các bạn thể thấy rằng là băng trụ giết người các kiểu đúng không? Và F3 chúng ta cực kỳ tốt nha. Bây giờ mình đã chơi được 5 phút rồi. Về phần nhiệt độ thì mình thấy là cũng đã có nóng lên, không còn ở mức ấm nữa mà cũng đã bắt đầu nóng lên rồi. Tuy nhiên nó vẫn không nóng lắm, mình nghĩ bây giờ cũng chỉ tầm rằng là 40-41 độ mà thôi. Cái này là cái cảm nhận sau khi rất là nhiều lần mình test game, test cả nhiệt độ rồi anh em ạ. Bây giờ chắc chỉ tầm là 40-41 thôi. Xíu nữa xong trận thì đo cho anh em biết liền đó mà. Và mình mong rằng là nó sẽ không nóng lên quá, không nóng lên tiếp. Thằng này chuẩn bị đi rồi anh em. Thằng Rap, mình lại ghim thằng Rap. Cái thằng Rap này phải ghim nó thôi anh em ơi. Đầu game cướp bùa của mình là mình bực rồi. Đúng rồi, thằng nào cướp bùa của mình là thằng đấy nghỉ chơi game anh em ạ. Hổ báo thế nhờ. Được đây mình nhóc, nghỉ chơi game, cướp bùa của cậu. Chạy, anh em thấy chạy chưa? Chạy, quá là tội nghiệp luôn. Đây là thằng Van Hên. Lại thêm một thằng Van Hên. Nó biến về anh em ơi, nhanh. Mày chạy hộ phát đi. Chạy hộ phát đi. Ok mọi người nhá, lại là một pha combat giao tranh. Và FS mình thấy nó vẫn cứ ở 59 mà thôi. Số 59 yêu thương của chúng ta. Đây rồi, Rat đây rồi anh em ơi. Rat nghỉ chơi game. Nghỉ chơi game. Mình phải căn thằng Rat mới được. Phải căn thằng Rat nhất định. Mày là cu, tao phải giết bằng được mày. Đấm hộ. Rồi ba cái nha, thằng này nó ra nó đi nè. Chỉ cần nó ra nó đi. Ui, khôn đấy, thông minh đấy. Nhưng mà tôi chỉ tìm thằng Rat mà thôi. Mày là cu. Đi. Đâu rồi, thằng ấy đâu rồi. Thằng El Su nhanh nhở. Thằng Rat lại đi tiếp mọi người nhá. Thằng Rat là phải nghỉ chơi game anh em ạ. Chạy hộ phát đây bạn ơi. Lại là thanh niên Rat. Rất là yêu thương luôn. Rất là yêu thương luôn. Mày nhá, Rat mày nhá, chưa đi nhá. Thằng này nói chung là nghỉ chơi game. Mày là cu. Ấy cẩn thận Văn Hên. Trời ơi. Được nha anh em ơi. Đẩy cái này đã. Ấy. Falolilo. Yếu máu quá. Ok, hiện tại là phút thứ 17 rồi anh em ơi. Và mình đang cảm nhận em máy này nhiệt độ vẫn thế. Đó, nó không hề nóng lên quá nhiều anh em ạ. Nhiệt độ vẫn rất là ok luôn. Cẩn thận nha, có mắt của El Su á mọi người. Bên kia còn ăn được cái con Seja rồi à. Ok. Chạy hộ đi bạn ơi. Rát lao vô ngay. Úi dồi ôi, cái combo gọi là hủy diệt anh em ạ. Ấy. Ok, các bạn thể thấy rằng là một cái pha combat như thế này á thì FS vẫn bình thường mọi người nhá. Đây, tự nhiên xong combat xong thì nó tụt xuống 58. Để tí bạn nó bật lại vậy ta. Cay vậy ta. Phương TWT. Phương làm gì đấy? Phương ngủ gật đúng không? Mấy bạn tên Phương nhá. Ok. Trời ơi anh em ơi. Cay nhờ. Về led lại có một thanh niên ngủ gật. Ui, thanh niên này ngủ gật mới dậy anh em ạ. Trời ơi, nó con rồng to như thế thì làm sao mà team chơi nổi. Ui, trận này gánh hết sức rồi nhưng mà toang anh em ạ. Thanh niên này lại ngủ gật. Cay tên nhờ. Thôi, tập trung vào cái phần gọi là review cho mọi người về chiếc máy nhá. Chúng ta sẽ có quắc kêu. Và bây giờ thì đây. Phần này mình cũng rất là hồi hộp. Bởi vì nhiệt độ thì mình chắc chắn là ổn rồi. Còn về mặt này chúng ta sẽ có một trận đấu kéo dài đâu đấy là 18 phút 51 giây. Thế là chúng ta đã một cái trận đấu 19 phút đúng không mọi người? Ok, với 19 phút chiến game, từ 93% pin, chúng ta sẽ còn lại đâu đấy là
79% pin. Why? Anh em ơi, chúng ta hết 14% pin mọi người ạ. 9379. Why? 14% pin cho 19 phút trên game á. Pin pin 4000 mAh trên em này thì khá là đuối anh em ạ. Rồi, và đây là phần nhiệt độ của anh em đây. Chúng ta sẽ có một cái phần trên gần camera nóng nhất này. Mình có thể soi luôn nhiệt độ cho mọi người. Hiện tại ở đây là chúng ta sẽ có mức nhiệt độ cao nhất ở cái vùng nóng nhất là khoảng 39 độ thôi này. Đó, soi vào giữa đây đi, chúng ta vẫn có 39 độ. Nó cũng chưa hẳn là sẽ lên 40 anh em ạ. À, cái thằng này AFK anh em nhá. Tố cáo nó anh em ạ. Mấy thành phần AFK này là cứ phải tố cáo thôi anh em ơi. Để phá game cứ phải là tố cáo thôi. Gặp thằng niên AD37 nó fit sấp mặt như thế này thì làm sao mà. Rồi và đây là setting của PUBG Mobile. Chúng ta sẽ có một cái setting ở đây là lên được cao nhá. À không, lên được HDR luôn. Thế mình sẽ chơi ở mức là mượt và cực cao nhá. 40 FPS nha anh em ơi. Và khởi động cưa là X2. Ok, và đây là trận đấu của anh em. Chúng ta sẽ còn lại ở đây phần trăm pin là 76% pin nha anh em ơi. Từ nãy giờ mình thoát cái game liên quân, xong mình chạy qua đây, mình check một tí cho anh em đợi vô trận mà đâu đấy hết 3% này. Từ 79 còn 76 anh em ạ. Pin nó hẹo thật sự luôn. Ok mọi người, 76% pin nhá. Và đây, mọi thao tác trên máy bay rất là ổn luôn. Mấy ông kia mình không follow Tilo ai à. Thế thì mình sẽ nhảy ở khu vực quen thuộc thôi. Đấy, mình sẽ nhảy cái khu vực gọi là cái gì nhỉ, chung cư gần trường học đúng không? Ok mọi người, đây đúng phải khu của tôi không? Chết rồi, mình bay khu nào rồi? Nhưng mà đây là một cái gì đấy ở trên trời anh em ạ. Lại là một sự kiện mới đến từ vị trí của PUBG. Không biết đây là sự kiện gì đây, nhưng mình đang bay xuống một cái khu mình nghĩ là mình không bay kịp tới rồi anh em ạ. Ây da, hụt rồi. Nói chung đây là một cái đảo bắn nhau trên trời đấy anh em ạ. Chắc là sẽ có chỗ để đi lên cho mọi người thôi. Ôi ơi, thằng nào? À đây, đồng đội mình chứ không có thằng nào anh em ạ. Thôi, cho mình xuống dưới anh em ạ. Xịt rồi, cay thế. Ui, đây là cái khu hầm này. Cái khu hầm này trong này rất là nhiều người nhá. Người ta... Áo anh em ơi. Như vậy là các bạn có thể thấy ở cái pha chúng ta đáp đất thì đã khựng nhẹ một cái mọi người nhá. Đấy, nói chung là mấy cái máy mà yếu một tí là các bạn có thể nhận luôn được cái sự khựng giật của nó khi mà xoay trên máy bay hay là khi anh em đẩy cù lại. Ai đang xoay trên máy bay hay là khi mà anh em đã đất một phát đó. Yếu hay không hay là giật lag như nào nó sẽ khựng hẳn luôn. Nhưng mà em này chỉ khựng nhẹ nha mọi người nhé, không có khựng hẳn gì đâu, khựng nhẹ thôi. Ok, chúng ta vẫn còn nhiều sự hy vọng với lại nắp cho gần 730. Chiến game PUBG sẽ như thế nào đấy. Ui, mà sao mình mới vô cái game này tí xíu thôi mà nóng ta. Mình nghĩ là bây giờ nó cũng khoảng lên tầm 39-40 độ rồi anh em ạ. Đó, nói chung là PUBG là một game nó nặng hơn Liên Quân nhiều. Đấy, anh em thấy không? Ok, cuối cùng boss cũng ship đồ. Nói chung là PUBG thì mình có thể thoải mái mắc âm lượng nhé. Bởi vì là chỉ có tiếng súng nó đôi lúc thôi, chứ còn nó sẽ không nhiều tạp âm hay là nhiều cái âm hiệu chiêu thức như là Liên Quân. Hình như là bên hướng nhà này có người anh em ạ. Mình vừa nghe tiếng súng này. Và mình sẽ lên đây trước cho anh em. Và cái phần loa của em này thì như mình đã nói, cái âm lượng nó không được đồng đều nhau. Cho nên là cái việc mà mọi người chơi PUBG không sử dụng tai nghe mà các bạn có thể là thao tác thì cũng rất là khó. Anh em chơi vui thì các bạn có thể là chơi được với điều đấy. Chứ còn như anh em mà leo rank hay là các bạn try hard với đồng đội thì anh em nên là nghe tai nghe nhá. Có luôn. Ấy, lại có xe đạp anh em ạ. Mấy bữa lên mấy fanpage PUBG ấy, thấy các bạn show xe đạp các kiểu. Hôm nay cũng lái thử xem sao. Được tê nhờ. Đấy, các bạn thấy không? Trong cái thời đại gọi là đang căng thẳng giữa các nước thì chúng ta đang có một cái giá xăng dầu nó tăng lên khá là mạnh. Vì thế mình khuyên anh em nên là sắm cho mình một chiếc xe đạp để mà đi học đi làm nhá. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền ấy. Chứ còn ngày xưa mẹ xe mình đổ đâu đấy là 55.000, 60.000 là đã đầy bình rồi. Bây giờ đổ 70 chưa đầy bình anh em ạ. Căng vãi chưởng luôn. Có khi muốn đổ đầy bình là đâu đấy phải 80-90 ấy. Hình như không phải luôn. Đấy rồi, tại sao lại không phải? Đi. Và vẫn là cái điều đấy mọi người nhá. Cái phần loa này như các bạn, anh em nghe thấy gì không? Làm sao mà anh em nghe thấy được mình bịt như thế? Các bạn nghe thấy kiểu gì?
đúng không? Các bạn thấy không? Cái phần loa nó thiết kế các bạn khi mà chỉ cần không nghe gì luôn. Đó, đây là một cái phần mà mình cũng khá là thất vọng. Ui, xe của tôi. Ờ, may quá không kẹt anh em ạ. Kẹt phát rồi mình đi chứ. Ui ôi, tay lái lụa nhá. Để xem là cái thính này có gì anh em ạ. Ước gì là có một khẩu ốp hay gì đấy cho mình bắn. Ôi dồi ôi, lại là Groza anh em ạ. Chắc là mình sẽ lấy đi cái ông nhắm 8x này, không cháu nào lượm được thì ôi chết rồi. Đây anh em ơi, hướng bên này, cái nhà bên này. Nhà bên hướng đấy có người mọi người nhá. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ phải có một quả bom để thể lùi ra khỏi khu vực này. Chúng ta vẫn sẽ ở khu vực này. Đó. Nhưng mà mình sẽ chuồn. Chuồn đã. Chuồn qua đây rồi quay lại anh em ạ. Có người đến gần đây luôn anh em ạ. Và các bạn có thể thấy từ nãy giờ thì mình quên review cho anh em. Bởi vì là thật sự nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều ở cái trải nghiệm gaming ấy. Thì cái phần camera ẩn dưới màn hình này các bạn thể thấy rằng là nó vẫn rất ổn này. Bởi vì thường thường á là những cái phần rìa mép của những tựa game như này thì người ta không đặt quá nhiều những cái icon hay là những cái để anh em có thể vút chạm. Đó. Thì mọi người thấy đấy không? Nó không hề ảnh hưởng luôn. Và từ đầu game giờ mình cũng không cảm thấy khó chịu để mà có thể để ý và review cho anh em về nó. Pixel ở chỗ này tất nhiên là nó ít rồi. Đấy, nó lộ rõ ra cái pixel luôn. Các màu anh em thể thấy luôn này. Nếu nhìn kỹ nhá. Đấy, còn nếu như mà tổng thể anh em tập trung vô game thì đây là một cái thứ mà nó sẽ không ảnh hưởng tới phần thị giác của anh em. Và nó không khiến anh em khó chịu mọi người nhá. Đó. Bởi vì cái góc trên này thì nói thẳng là tất cả những cái tựa game thì người ta đều fit góc hết rồi. Nó fit góc hết rồi. Và chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái thứ ở đây để các bạn có thể là chú ý vào đấy. Tầm này rất là căng anh em nhá. Ông đồng đội của mình là cũng phải di chuyển vào trong mò. Ui, trước mặt mình có người. Trước mặt mình có người anh em. À, đây có thanh niên này. Càng phết anh em ạ. Càng đấy. Chuồn thôi. Dựng khiên lên rồi anh em ạ. Mấy thanh niên kia cứ chắc cũng chạy ở quanh khu vực đấy thôi. Nó nhắm ra mình này. Nhắm với chúng tôi này. Trời, nhắm với chúng tôi này. Ok mọi người, test cho anh em này. Ôi, mới tới thì thằng này đã ấy rồi. À quên nhở. Chơi, khó ấn thế. Nói chung là chúng ta đang mất một số cái trường hợp đang hơi khó ấn ở cái phần này anh em ạ. Và mình, ôi anh em, mình không vào được phần cài đặt, làm sao test cho anh em đây. À đây, xoay lại vô được rồi. Và ở cái phần điều khiển thì mình sẽ bật gyroscope lên để có thể là cho anh em xem kỹ về cái điều này. Đó, bạn thấy chưa? Nó sẽ có một cái gyroscope có ổn hay không đây. Cũng khá là ổn anh em này. Đó. Thật là ổn đấy anh em ơi. Ôi. Phía sau. Ai chít tịt. Ây. Toàn quá anh em ạ, nó mọc từ phía sau mình chưa kịp làm gì luôn. Thôi, nói chung là combat rất ổn này. Và đây là một cái trận đấu PUBG Mobile kéo dài 27 phút. Ok, 27,1 phút anh em ơi. Rồi, và từ 76% pin, chúng ta sẽ còn lại đâu đấy là 66% pin. 7666, ồ hết 10% mà. 7666 này anh em. Vậy chúng ta hết 10% pin cho tới tận là 27 phút chiến game. Thế thì mình đang có một cái sự nào đấy
Hơi thắc mắc tại vì là tựa game liên quân với cả là PUBG thì chắc chắn là PUBG nặng hơn rồi. Mà PUBG đang có một cái sự tối hóa pin tốt hơn. Và các bạn thể thấy rằng là 27 phút chiến PUBG gần nửa tiếng luôn, chúng ta hết có 10% pin thôi. Trong khi đấy Liên Quân Mobile các bạn thấy không, chơi 19 phút hết 14% rồi. Cái này mình nghĩ là do cái, mình nghĩ chắc có thể là do phần mềm anh em ạ. Chúng ta đang có một cái gì đấy hơi xung đột ở cái tựa game Liên Quân Mobile. Rồi, và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành test game trên Vsmart Arif Pro cho anh em. Thế thì anh em cảm nhận như nào về con máy này? Trong quá trình test game thì cũng đã có rất nhiều điểm mình chê này, đó, mình khen này, rất là công tâm cho anh em luôn. Đấy, gặp sao, trường hợp như thế nào, cầm nắm ra sao, loa lủng mọi thứ, pin các thứ như thế nào, khen chê đều công tâm mọi người nhá. Và anh em cảm nhận như nào về con máy này? Với cái tầm giá rẻ như bây giờ thế anh em có sở hữu chiếc máy này không? Nhớ comment phía dưới nhá. Rồi, và nếu như bạn quan tâm những sản phẩm đến từ nhà Vsmart và những sản phẩm khác khuyến mãi với giá rất là tốt luôn thì có thể tham khảo qua trang web Di Động Việt, link mình để phần mô tả cho anh em nhá. Còn bây giờ, bye tất cả anh em và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye.